dừa là đặc sản của Bến Tre, nhưng mà có một giống dừa độc nhất vô nhị, cái đặc sệt trứ danh xa gần đây ở Trà Vinh. Ý anh Hiền là dừa sáp đúng không? Giá trị của loại cây trồng này giúp biết bao gia đình vươn lên khấm khá. Bà con còn tính chuyện xa hơn là liên kết với doanh nghiệp để khai thác tối đa giá trị kinh tế. Và bản tin nông nghiệp sinh thái của truyền hình Hậu Giang hôm nay còn nhiều nội dung đáng chú ý. Nông dân trồng đậu nành giống mới, trúng mùa trúng giá. Kinh tế tuần hoàn tại đồng bằng sông Cửu Long, nhìn từ câu chuyện khai thác giá trị của rơm rạ. Nông dân Vĩnh Long nuôi dế bỏ túi hàng chục triệu đồng nhờ có bí quyết. Thưa bà con, đậu nành á thường được chế biến thành nhiều món ăn, thức uống hấp dẫn, tốt cho sức khỏe. Nhưng vì là cây trồng chịu hạn kém á, nên là kỹ thuật chăm sóc cũng trần ai. Chưa kể đến những khó khăn từ thị trường, nhưng với cái bắt tay của doanh nghiệp, chuyện canh tác sản xuất của nông dân tỉnh Đắk Nông phần nào nhẹ gánh lo toan. Huyện Cư Sút, tỉnh Đắk Nông là một trong những vùng trồng đậu nành lớn của Việt Nam đang chuẩn bị vào vụ thu hoạch. Ông Nguyễn Văn Trung, giám đốc hợp tác xã trồng đậu nành xã Nam Dông cho biết, hợp tác xã có khoảng 150 hecta trồng giống đậu nành Vinasoy 02NS. Năng suất ước đạt khoảng 3 tấn 1 hecta, cao hơn khoảng 1 tấn so với các giống truyền thống trước đây. Nhờ được doanh nghiệp bao tiêu với giá 18.000 đồng một ký, cao hơn thị trường từ 6 đến 7.000 đồng mỗi ký, nên nông dân rất phấn khởi. Đây là năm thứ 3 hợp tác xã phối hợp với công ty trồng giống này, và năng suất chất lượng luôn tăng nhờ được hỗ trợ tốt về kỹ thuật trồng trọt. Ngành nông nghiệp huyện Cư Rút cho biết, Vinasoy 02NS có nguồn gốc từ giống đậu nành bông trắng bản địa. Chất lượng hạt đậu nành rất thơm ngon, tuy nhiên qua thời gian dài canh tác thì bị thoái hóa. Nhờ được doanh nghiệp đầu tư phục tráng nên giống đậu nành được hồi sinh với tên mới Vinasoy 02NS được Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cấp bằng bảo hộ giống cây trồng. Sở hữu trại nuôi dế thái vàng và bò cạp với hơn 30 chuồng nuôi, anh Lê Thanh Tường ở huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long cho thu nhập hơn 20 triệu đồng một tháng. Ban đầu anh nuôi các loại dế đồng như dế than, dế lửa nhưng thất bại bởi đàn dế bị tụ huyết trùng, chết sạch. Vậy là anh chuyển sang nuôi dế thái vàng. Với một ổ dế giống khoảng 700 gram, anh phát triển trại trên 80 mét vuông với hơn 30 chuồng nuôi, số lượng xuất bán trên 400 kg mỗi tháng. Chuồng trại được anh dựng bằng vách tôn hoặc đóng bằng gỗ quay lưới. Nông dân này tâm sự, lúc trước anh làm chuồng bọc ni lông, nhưng khi phun xịt nước cho dế uống, khiến bề mặt trơn trượt, dế không bám được nên dễ rời chết. Thế là chuyển sang vách gỗ phù hợp hơn, lại dễ hút nước. Để nguồn thức ăn cho dế được đảm bảo, anh Tường tận dụng cây nhà lá vườn như cho ăn lá khoai mì, mít, lá chuối. Hiện giá dế sơ chế cấp đông để bán thương phẩm từ 90 đến 100 ngàn đồng một ký. Còn bán cho chim, cá ăn thì từ 70 đến 90 ngàn đồng một ký. Sau nhiều lần thất bại, ông Trần Tuấn Giang ở huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đang thành công với mô hình nuôi lươn không bùn trong bể xi măng, không dùng gia thể. Ông kể thời gian đầu cũng thường xuyên thất bại, quyết kiên trì. Ông nhờ người đặt mua 60.000 con lươn bột cỡ 45.000 con một ký với giá 900 đồng một con về ươm nuôi. Ông Giang cho biết nuôi lươn không giá thể giúp bể dễ vệ sinh, tiết kiệm nước. Quan trọng hơn là giúp nông dân kiểm soát hoàn toàn mầm bệnh, hạn chế động vật ký sinh. Để tiện việc chăm sóc, ông còn áp dụng công nghệ chảy tràn, điều chỉnh lượng nước vào ra liên tục trong 12 giờ để nguồn nước được sạch. Mỗi năm, ông xuất bán gần 20 tấn lươn thương phẩm với giá từ 110 tới 120 ngàn đồng một ký. Trừ chi phí còn lời hơn 2 tỷ đồng một năm. Hiện cơ sở có 50 bể nuôi lươn thịt, được nuôi theo hình thức cuốn chiếu. Nhờ vậy, ông có lương bán quanh năm, đỡ lo giá cả thị trường. Ngày trước, mỗi vụ mùa thu hoạch lúa như thế này, thì nông dân lại nhọc lòng tính chuyện xử lý rơm rạ. Đốt đi thì ô nhiễm môi trường, và chỉ một phần nhỏ được dùng để chất nấm hay là làm thức ăn gia súc. Dân tại đồng bằng sông Cửu Long, mỗi năm tạo ra khoảng 30 triệu tấn rơm,
Tuy nhiên chỉ mới 30% trong số này được thu gom sử dụng. Nhưng đây là chuyện của quá khứ. Những cọng rơm mỏng manh tưởng chừng chỉ có thể bỏ đi, ngay được quá kiếp với những giá trị mới. Viện Nghiên cứu Lúa Quốc tế tại Việt Nam cho biết hiện đồng bằng sông Cửu Long sản xuất khoảng 25 triệu tấn lúa mỗi năm và tạo ra lượng rơm rạ khoảng 30 triệu tấn. Tuy nhiên, ước tính mới chỉ có khoảng 30% lượng rơm rạ được thu gom cho sản xuất nấm, phủ gốc cây, làm thức ăn cho chăn nuôi. Còn 70% lượng rơm rạ là đốt trồng. Điều này làm mất dinh dưỡng và gây ô nhiễm môi trường, hoặc cày dùi rơm vào ruộng ngập nước, gây tăng phát thải khí nhà kính. Nguyên nhân chính của thực trạng này, một phần do thiếu giải pháp công nghệ về thu gom, xử lý và chế biến rơm rạ, và giá trị mang lại từ rơm rạ còn thấp. Thời gian qua, Viện Nghiên cứu Lúa Quốc tế tại Việt Nam phối hợp ngành nông nghiệp thành phố Cần Thơ và các tỉnh trong vùng triển khai tập huấn cho nông dân áp dụng cơ giới hóa thu gom rơm và xây dựng các mô hình phát triển kinh tế, gia tăng thu nhập từ rơm như sử dụng để chất nấm, làm chậu trồng kiểng, bón phân hữu cơ. Việc đẩy mạnh phát triển các chuỗi giá trị sản phẩm từ rơm hay canh tác lúa sử dụng phân bón hữu cơ từ rơm nhằm giảm từ 35 đến 40% chi phí sử dụng phân thuốc hóa học, đồng thời giúp lợi nhuận tăng thêm 10% trên cùng diện tích so với sản xuất truyền thống. Từ những mô hình thực tế tận dụng nguồn phụ phẩm rơm rạ, hiện ở thành phố Cần Thơ có một vài hợp tác xã sản xuất được phân bón hữu cơ từ rơm rạ với công nghệ được hỗ trợ bởi Viện Nghiên cứu Lúa Quốc tế tại Việt Nam để bán ra thị trường. Từ đây tạo hướng đi mới để sản xuất các sản phẩm giá trị gia tăng từ rơm rạ, giúp tận dụng được các phụ phẩm trong quá trình canh tác lúa, góp phần thay đổi tập quán của nông dân và hướng đến một chuỗi cung ứng tuần hoàn đa giá trị. Để hỗ trợ người nông dân xử lý hiệu quả rơm rạ, tránh hiện tượng đốt bỏ, Học viện Nông nghiệp Việt Nam đưa ra giải pháp dùng vi sinh để ủ rơm rạ thành phân bón. Qua đây giúp bổ sung lượng vi sinh có lợi vào trong đất, hạn chế được mầm bệnh và vi sinh gây hại, đồng thời biến rơm rạ thành phân hữu cơ đầy đủ dinh dưỡng. Sáng kiến này, ngoài việc thúc đẩy mô hình kinh tế tuần hoàn cho nông nghiệp, còn có thể góp phần giúp chuẩn hóa quy trình canh tác, tạo ra luồng nông sản sạch có sức cạnh tranh cao, cùng với đó hạn chế những tác động tiêu cực tới môi trường. Rơm rạ có thể sử dụng làm đầu vào cho nhiều ngành sản xuất, tạo ra giá trị gia tăng như sản xuất tiểu thủ công nghiệp, trồng nấm, làm thức ăn chăn nuôi hay làm đệm lót cho hàng hóa. Đối với dự án kinh tế tuần hoàn từ rơm nhằm cải thiện đa dạng sinh học và tính bền vững, do Quỹ Hợp tác Mekong Hàn Quốc, Viện Mekong tài trợ thực hiện trong 3 năm, từ năm 2023 đến năm 2026. Mục tiêu nhằm đẩy nhanh phát triển chuỗi giá trị tuần hoàn, chỉ chính phẩm, không phụ phẩm, tăng thu nhập từ rơm, tăng sản phẩm đạt tiêu chuẩn quốc tế như sản xuất lúa gạo bền vững và phát thải thấp. Dự án sẽ tái sử dụng và chế biến khoảng 80% diện tích rơm rạ thu gom trên đồng ruộng. Trở lại với câu chuyện về trái dừa sáp, đặc sản của tỉnh Trà Vinh. Và Duy Ơn và anh Sơn Hiền nhắc ở phần đầu của chương trình á, thì cơm dừa đặc sánh béo ngậy mà ngộ lắm, chỉ có thể trồng ở Cầu Kè chứ đem ở chỗ khác trồng á, là không có được như vậy. Bình thường á, dừa sáp có giá trị rồi, nhưng mà để khai thác tối đa hơn, ngành nông nghiệp và nông dân cũng như là doanh nghiệp tỉnh này còn tính chuyện lâu dài hơn, đưa đặc sản dương khơi. Tỉnh Trà Vinh đang triển khai các hoạt động hỗ trợ cho hộ sản xuất kinh doanh, doanh nghiệp chủ động nguồn nguyên liệu cho sản phẩm ô cốp, nhất là các sản phẩm từ dừa sáp đặt hàng 5 sao. Hiện toàn tỉnh có trên 180 sản phẩm được công nhận ô cốp, trong đó có 19 sản phẩm đạt chuẩn 5 sao. Nổi tiếng nhất là mật hoa dừa, đường hoa dừa hay dừa sáp sợi. Tất cả đều được người tiêu dùng cả trong và ngoài nước yêu thích. Hay như tại công ty trách nhiệm hữu hạn chế biến dừa sáp Cầu Kè, Hội Kỷ lục gia Việt Nam công bố xác lập kỷ lục Việt Nam vì chế biến sâu trái dừa sáp thành hệ thống nhiều dòng sản phẩm nhất và vươn ra thị trường xuất khẩu, góp phần nâng cao giá trị đặc sản của tỉnh Trà Vinh. Đây là kết quả của quá trình phát triển vùng chuyên canh với hơn 750 hectare tập trung tại huyện Cầu Kè và Châu Thành, có đăng ký chỉ dẫn địa lý. Anh Trần Duy Linh, giám đốc công ty cho biết thành công của sản phẩm ở thị trường trong nước, và anh còn xuất hai lô hàng sang Nhật Bản khó tính, góp phần nâng cao giá trị, đưa đặc sản này vươn xa hơn.
tỉnh tiếp tục mở rộng diện tích dừa sáp khoảng 5.000 hecta được trồng giống dừa cho tỷ lệ trái sáp cao hơn. Trường Đại học Trà Vinh cũng nghiên cứu thực hiện thành công giống dừa sáp bằng kỹ thuật nuôi cấy phôi, nuôi cấy mô, thay đổi giống cây, chỉ thay đổi phương pháp nhân giống, cho tỷ lệ trái sáp lên đến 80-90%. Ngoài ưu điểm tăng chất lượng sáp, sản phẩm cấy phôi còn thích nghi với biến đổi khí hậu cho chất lượng sáp ổn định. Có mối lương duyên nào đó khi dừa sáp sấy giòn tan sang Nhật, nuôi nặng lòng với đặc sản quê nhà như anh Trần Duy Linh, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn chế biến dừa sáp Cầu Kè, sau ngần ấy năm trời trầy da trống chảy, đến nay biến ước mơ đổi đời dừa sáp trở thành sự thật. Quan trọng hơn là sau giấc mơ ấy còn nuôi thêm những khát vọng làm giàu cho biết bao nông dân Trà Vinh gắn bó với cây dừa đặc sản. Nội dung vừa rồi cũng khép lại nông nghiệp sinh thái của truyền hình Hậu Giang hôm nay. Ngay bây giờ, mời quý khán giả cùng theo dõi Nhịp Sống Ngày Mới.